Bạn Duy Hùng comment, có món nào ăn gì bổ nấy cho anh em không bác? Ok, câu trả lời đó chính là cá chim kho. Mình có hai con cá chim biển trọng lượng 1,2 cân, đã làm sạch hai lạng thịt vai, chọn miếng nhiều mỡ, mình luộc qua và thái miếng bản to. Các nguyên liệu gồm sả, riềng, chuối xanh, khế chua, ớt. Thái miếng khế chua và chuối như hình, sả đập dập và cắt đôi. Lót riềng sả dưới đáy nồi, xếp cá và các nguyên liệu lên. Nêm vào 4 thìa cà phê bột canh, 2 thìa nước mắm, 5 quả ớt nếu ăn cay. Đặt lên bếp đun khô lửa vừa trong 5 phút. Làm nước hàng với 3 thìa đường, đảo đều đến khi đường ngả màu vàng cánh rán thì đổ 1 lít nước vào đun sôi. Nồi cá đã nóng, ta đổ nước hàng đang sôi vào và đây chính là mẹo nhỏ để kho cá không tanh. Rồi kho cá trong lửa vừa 60 phút đến khi nước cạn còn chút xíu như này là hoàn thành. Bày ra đĩa và thưởng thức nào. Bạn thích ăn cá kho khô hơn thì hãy kho cạn hẳn nước nhá. Mình thích kho còn một chút nước như này để giữ miếng cá vẫn còn ngậy béo. Ăn cùng cơm và rau luộc thì quá tuyệt vời. Vâng, cá chim kho chính là câu trả lời dành cho bạn Duy Hùng. Món nào cho anh em ăn gì bổ nấy. Chúc bạn áp dụng và thành công với công thức này. Và đừng quên comment kết quả nhá.